À lên ba đánh giữ đi. im, giữ im em lòng anh đại diện đó. Xuống đây nào con. Bông ơi, lại về đây. Bông lắm rồi bông. Linda. Mà bông tên Obita nha. Ủa Linda nhé. Linda nè. Xuống chân dài quá trời luôn. Mới cắt hôm bữa mà dài nhanh dài dữ không. Mà thôi bữa nay mà tôi không cắt nữa. Mà con bớt xuống dài đi. Nhọn quá. Thật sự cái móng đang dài cơ mà. Dữ thần. Bông bông bông. Bắn vào bông, bông tắm không? À, bông tắm không? Chị tắm cho bông mua hử? Bông mặn dữ vậy. Bông mập như con heo vậy. À Linda tắm đi. Giữ yêu em lòng anh đại diện đó. Giờ nó đang cao chứ rồi. Nước mặt ra đây. Bông ơi bông, bông cũng ham vui đúng không? Đá bông. Bông đi đâu vậy? Nắng quá hả? Em chơi xíu. Đây đây. Rồi. Linda, mắt Linda, trời nắng quá. Trời nắng quá, Linda tắm thôi. Rồi, vô luôn.
Nên là tắm thì tắm em bé thôi, nó thơm được, đúng không? Nên là em bé mà. Ok, mát quá á. Quá quá hả? Đang ngồi chơi hả? Ngồi ghế chơi cho mát hả? Ghế chơi cho mát. Nó học cái thêm sữa tắm của em bé. Thế mà sao ôm nước sữa này? Làm dơ không? Cái gì gãi vậy? Bông đâu? Bông này. Bông ơi. Rờ bông nhé. Rờ bông nhé. Rờ mặt đi. Bông ơi, cho rờ nhé. Bông bị tai mà bị bơ đê. Đúng không? Bông bị bơ đê là đứng theo lắm hết.